Thưa quý vị, tại thành phố Đà Nẵng, đến thời điểm này, lượng hàng Tết được các đơn vị sản xuất và kinh doanh bán lẻ đã lên kệ, sẵn sàng phục vụ người tiêu dùng. Hàng Tết đa dạng, phong phú, cùng nhiều chương trình khuyến mãi cũng đã được triển khai tại các siêu thị, trung tâm thương mại trên địa bàn. Tại các siêu thị lớn trên địa bàn thành phố, những kệ hàng Tết đã sẵn sàng phục vụ người tiêu dùng dịp Tết Tân Sửu. Hàng ngàn sản phẩm Tết chủ yếu tập trung vào nhóm thực phẩm và hàng tiêu dùng thiết yếu cùng nhiều chương trình khuyến mãi kích cầu cũng được áp dụng. Cái mức giá thì cũng bình dân, nó dễ mua vì năm nay dịch Covid á, cái thu nhập của người dân nó bị hạn chế rất là nhiều. Cái những cái giỏ mặt hàng Tết đó thì em thấy là cái giá nó có cái sự đa dạng trong cái giỏ quà. Với lại cái giá nó cũng mềm, tương đối là dễ mua, dễ tặng. Thấy giá cả cũng phù hợp của người dân của mình dùng, không có cái cao mà cũng không có thấp. Hiện 13 doanh nghiệp, đơn vị bán lẻ tại Đà Nẵng đã chuẩn bị nguồn hàng Tết với tổng giá trị gần 550 tỷ đồng. Năm nay, các doanh nghiệp do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nên các doanh nghiệp cũng thay đổi cơ cấu dự trữ lượng hàng. Mùa kinh doanh Tết năm nay tập trung vào nhóm hàng thiết yếu và hàng bình dân như bánh kẹo, mứt, thịt lợn, giảm các nhóm hàng mang tính xa xỉ như bia, rượu, thực phẩm chế biến cao cấp. Các cái mặt hàng Việt Nam chất lượng cao chúng tôi là chiếm khoảng 90% lên kệ. Trong đó các giỏ quà bình dân là chúng tôi chuẩn bị 8 giỏ quà, giá cả từ 300 đến 700 ngàn. Rồi và 11 giỏ quà dành cho phân khúc khách hàng thường và 8 hộp quà Tết dành cho phân khúc cao. Thì trong các giỏ quà, hộp quà đó chúng tôi giảm giá lên đến 15%. Ngoài ra tại 4 chợ lớn của thành phố Đà Nẵng, nhiều mặt hàng Tết cũng đã bày bán. Tuy nhiên dự kiến sức mua sẽ giảm so với cùng kỳ nên một số tiểu thương không dự trữ như mọi năm. Mà bữa nay là không, nói chung không ai giảm dự trữ hết, mua bạn này chắc không ai giảm dự trữ chứ mấy năm, ví dụ mấy năm là mình kêu chục không để ở nhà, cho năm nay là không giảm. Để không xảy ra tình trạng khan hiếm thiếu hụt hàng Tết, Sở Công Thương Đà Nẵng đang tăng cường giám sát, phối hợp với Cục Quản lý thị trường thành phố Đà Nẵng chủ động nắm bắt tình hình cung cầu hàng hóa, giá cả thị trường, đồng thời các đơn vị liên quan cũng theo dõi phát hiện, ngăn chặn kịp thời các hành vi đầu cơ găm hàng, đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm trước, trong và sau Tết Nguyên đán.